Đây các em đang có hai cây nhá, cây này và cây kia. Thì em chọn cho anh cây kia. Vì sao cái cây này không chọn? Bởi vì cây này cũng rất đẹp luôn. Cây này rất đẹp luôn nhưng mà nó có một cái mắt ở đây. Và ngay phần mặt trước này, có mông hơi bông một chút mặt trước này. Đấy. Đây này, này. Cũng hơi vẹt một chút đây này. Và phần bệ của nó hơi mông đây này. Nếu soi kỹ ra thì như vậy. Còn bọn em chọn cho gia đình những cái hàng thì luôn luôn chọn những cái hàng đều. Thì cây này em không chọn cho anh. Thì em chọn cho anh cái cây này. Cái này thì mặt nó đẹp hơn mà nó không có phần mắt ở phần mặt trước. Đây, đây em sẽ quay gần lên cho anh xem. Màu sắc rất đẹp luôn. Vân rất là nhiều. Không có mắt nhé. Đây, cả phía dưới không có mắt. Đây, đẹp hơn, phải đẹp hơn. Bạn không có phần bông má nào cả. Đấy. Vách hồi rất đẹp luôn. Vách hồi vân, vân xoáy đây. Rất đậm luôn. Đúng không? Nó không có cái phần rỉa và vách hồi này em cũng chọn cho anh vách hồi là liền tấm này. Đấy. Đây, trong em cũng hoàn thiện rất kỹ càng. Đấy, rất mịn màng nhé. Vào vào rất mịn màng nhé. Đây trên đỉnh đây, em phun bóng 100% đây. Rất mịn anh nhé. Đấy. Mịn màng nhé. Đây là cái phần vân này. Vân cũng không phải lứt đâu nhé. Đây là vân đây nhé. Đấy, đây. Rất đẹp luôn. Hậu em cũng là một tấm nhé. Đó, mịn màng nhé. Đấy. Chỗ này là vân đậm nhá, không phải là gỗ, không phải là gì nhá, đây là vân đậm nhá. Sau hồi nhá, đây vân này em chọn cho anh một cái phần hậu liền này, phía trên dưới, rất đẹp luôn. Cái này đẹp hơn, bởi vì nó không có phần mặt, nó không có phần chấm, nhìn nó đẹp, đều. Đấy, ngoài ra bên có rất nhiều cái dòng khác nữa đây, một lô luôn, rất nhiều luôn. Đây, đồng hồ tủ rượu đây. Rất nhiều luôn. Đấy, ok. Thì có hai cây, em chọn cho anh cây đấy nhá. Cây này thì anh cứ về nhìn đúng cái cây này là được. Đây là có đặc điểm nhận dạng là cái phần hồi của nó có phần vách, vách hồi là nó có phần vân xoáy này. Đấy, phần xoáy rất đậm luôn. Chỗ này là chỗ gú cực kỳ chắc. Gú chắc nó mới có đường vân uốn này này. Anh nhìn này, vân tự nhiên nhá. Không thể nào tạo được vân luôn. Vân rất xoáy luôn. Có này vân rất đậm luôn mặt trước. Vẫn rất đẹp luôn. Ok, em gửi cây này vào cho gia đình nhà mình anh nhé.